Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2024 của 12 con giáp để đón may mắn, tránh xui xẻo, cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 20 tháng 3 năm 2024, tức ngày 11 tháng 2 âm lịch, ngày Quý Mùi, trực, định, tốt về cầu tài, ký kết hợp đồng, yến tiệc, tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Tuổi sửu ngày, Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ. Ngày hợp trong ngày, ngày Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành mộc cục. Giờ hoàng đạo, giờ dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Giờ thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng đông nam, hướng tây bắc. Xem tử vi hàng ngày dự báo 4 tuổi may mắn hơn người trong ngày thứ tư này sẽ là tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 20 tháng 3 năm 2024 của 12 con giáp. Chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Tương hại để người tuổi Tý vướng vào nhiều rắc rối trong ngày hôm nay. Bạn cần phải thận trọng với kẻ nói lời ngon tiếng ngọt với mình, nhưng lại thừa cơ hãm hại mình sau lưng. Với người làm kinh tế, những chiêu trò chơi xấu của đối thủ cạnh tranh có thể khiến bạn phải sứt đầu mẻ trán để tìm cách ứng phó. Đừng quá nóng vội, vì như vậy dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Thổ khắc thủy, chuyện tình cảm của con giáp này cũng chẳng yên bình. Để hóa giải những mâu thuẫn của hai vợ chồng, bạn cần hạ cái tôi của mình xuống và không nói lời to tiếng với nửa kia. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, cần phải thận trọng với kẻ nói lời ngon tiếng ngọt với mình. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, những chiêu trò chơi xấu của đối thủ cạnh tranh có thể khiến bạn phải sứt đầu mẻ trán. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, đừng quá nóng vội vì như vậy dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, hãy hạ cái tôi của mình xuống để hóa giải mâu thuẫn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, đừng to tiếng với nửa kia khi đang nóng giận. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu, tướng xuống tác động, người tuổi Sửu dễ vướng phải mâu thuẫn xô xát trong ngày hôm nay. Khuyên con giáp này dù nóng giận đến mấy cũng chớ thượng cẳng chân hạ cẳng tay, vừa gây tổn thương cho mình vừa tổn thương người khác. Trong các công việc nhóm, bản mệnh cũng phải chú ý hơn trong việc hợp tác với mọi người, không thể tự nhiên làm mọi việc theo ý mình. Mọi người phải biết hợp tác với nhau thì công việc mới đạt hiệu quả cao. Phương diện tình cảm không có nhiều biến động, song như vậy không có nghĩa là bạn được thờ ơ. Hãy dành nhiều sự quan tâm hơn cho người ấy. Nếu sắp xếp được thời gian rảnh, hãy cùng đi chơi và ôn lại kỷ niệm đã qua. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, dễ vướng phải mâu thuẫn, xô xát. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, dù nóng giận đến mấy cũng chớ động chân động tay. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, chú ý hơn trong việc hợp tác với mọi người. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, mọi người phải biết hợp tác với nhau thì công việc mới đạt hiệu quả cao. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, hãy dành nhiều sự quan tâm hơn cho người ấy. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, xám, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần, thương quan chiếu mệnh, người tuổi Dần có thể vướng phải mâu thuẫn với lãnh đạo trong thời điểm này. Bạn cần chú ý khi nói năng, hành xử để không vô tình gây mất lòng đối phương. Với những người làm lãnh đạo, bạn cũng không nên quá chuyên quyền, độc đoán, bắt buộc nhân viên phải làm theo ý mình. Môi trường tập thể dễ chịu hơn một chút cũng sẽ kích thích mọi người sáng tạo. Mộc khắc thổ, người độc thân chớ nên cả tin nghe theo lời ngon tiếng ngọt của người ngoài. Đó có thể là kẻ tìm cách làm thân với bạn để lợi dụng bạn. Trước khi đi đến quyết định đến với ai, bạn cần cân nhắc thận trọng. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, có thể vướng phải mâu thuẫn với lãnh đạo trong thời điểm này. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, bạn cần chú ý khi nói năng, hành xử để không vô tình gây mất lòng người khác. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, không nên quá chuyên quyền, độc đoán, bắt mọi người phải làm theo ý mình. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, chớ nên cả tin nghe theo lời ngon tiếng ngọt của người ngoài. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, trước khi đi đến quyết định đến với ai, bạn cần cân nhắc thận trọng. Con số may mắn 0, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, tam hợp nâng đỡ,
Người tuổi Mão được lãnh đạo quan tâm và giao cho nhiều nhiệm vụ trọng đại trong ngày hôm nay. Đây chính là thời điểm bạn nên chủ động nắm bắt cơ hội. Càng cố gắng thì nấc thang thăng tiến lại càng gần với bạn hơn. Với người làm kinh tế, bạn nắm bắt được xu thế thị trường nên thường đưa ra được những quyết định đúng đắn. Hôm nay có thể là thời điểm thích hợp để bạn đầu tư, kinh doanh hoặc ký kết hợp đồng với đối tác. Mộc khắc thổ, tiếc rằng phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý. Con giáp này đang quá tập trung cho sự nghiệp nên không tính đến chuyện yêu đương. Dù được người khác tiếp cận, bạn cũng cố tình làm ngơ. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, được lãnh đạo quan tâm và giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, càng cố gắng thì nấc thang thăng tiến lại càng gần với bạn hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, thời điểm thích hợp để bạn đầu tư, kinh doanh hoặc ký kết hợp đồng. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, quá tập trung cho sự nghiệp nên không tính đến chuyện yêu đương. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, nên tìm cách cân bằng cuộc sống của mình. Con số may mắn 7, 3, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu, quý nhân phù trợ. Sửu, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, chính quan che chở, người tuổi Thìn khẳng định được bản lĩnh của mình thông qua việc giải quyết thành thạo các công việc khó. Nhờ vậy bạn nhận được sự nể phục của nhiều người xung quanh. Nếu tham gia thi cử, tuyển chọn trong ngày hôm nay, bạn hãy tự tin thể hiện khả năng của mình, chắc chắn sẽ gây ấn tượng tốt với người tuyển dụng. Bạn có thể được chọn vào vị trí mình mong muốn từ lâu. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực định là ngày tốt về cầu tài, ký kết hợp đồng, yến tiệc, nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Vì thế bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho hợp lý, như vậy mới gặp được nhiều điều may mắn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, khẳng định được bản lĩnh của mình thông qua việc giải quyết thành thạo các công việc khó. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, nhận được sự nể phục của nhiều người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, hãy tự tin thể hiện khả năng của mình, chắc chắn sẽ gây được ấn tượng tốt với người khác. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, bạn có thể được chọn vào vị trí mình mong muốn từ lâu. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, nên sắp xếp công việc để thực hiện, chớ nên chần chừ. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, Hỏa sinh thổ, người tuổi Tỵ nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều người trong ngày hôm nay. Nếu có thiện cảm với ai đó, bạn có thể chủ động trò chuyện với người đó, mối quan hệ của đôi bên sẽ rất có triển vọng. Với người đã lập gia đình, bạn nhận được sự thấu hiểu và bao dung của người ấy. Gia đình đem lại cho bạn nhiều động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn trong tương lai, sẵn sàng đối diện với sóng gió. Chính tài chỉ đường dẫn lối, túi tiền của bản mệnh cũng khá rủng rỉnh trong thời điểm này. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên dễ nhận được tiền thưởng nóng. Người làm kinh tế đi đúng định hướng nên ngày càng có nhiều khách hàng ủng hộ. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, nhận được sự quan tâm chú ý của nhiều người. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, nếu có thiện cảm với ai, bạn có thể chủ động trò chuyện với người đó. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, gia đình đem lại cho bạn nhiều động lực để bạn tiếp tục cố gắng. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên dễ nhận được tiền thưởng nóng. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, đi đúng định hướng nên ngày càng có nhiều khách hàng ủng hộ. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, dưới tác động tích cực của nhị hợp, người tuổi Ngọ đừng ngại hỏi ý kiến cấp trên và đồng nghiệp để tìm ra hướng giải quyết chính xác cho công việc. Bạn không ngại khó, sẵn sàng học hỏi nên chắc chắn sẽ thành công trong tương lai. Quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được người có cùng chí hướng với mình. Bạn có thể gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong tương lai nếu hợp tác được với những người như vậy. Hỏa sinh thổ, dù là nam hay nữ, bạn cũng là người biết chăm lo cho gia đình. Bạn biết rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải phụ thuộc vào riêng bất cứ ai. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, đừng ngại hỏi ý kiến mọi người để tìm ra hướng đi đúng đắn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, không ngại khó, sẵn sàng học hỏi nên chắc chắn sẽ thành công trong tương lai. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn gặp được người có cùng chí hướng với mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, chuyện tình cảm cũng có tiến triển tích cực khi bạn đã mở lòng ra với người khác. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, xây dựng được một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng. Con số may mắn 8, 2, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường tím, đỏ, quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần.
Tử vi tuổi Mùi, thiên quan soi chiếu, người tuổi Mùi sẽ gặp phải nhiều điều không như mong muốn trong sự nghiệp. Thậm chí nếu đang ở vị trí lãnh đạo, bản mệnh sẽ phải chịu sự chỉ trích và thiếu tin tưởng của cấp dưới. Nếu là người làm công ăn lương, bạn cần tránh mâu thuẫn với đồng nghiệp và bạn bè xung quanh. Hãy giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề một cách lý trí nhất có thể. Mọi việc sẽ càng trở nên bế tắc hơn nếu bạn nóng giận. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về phía Đông Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Tây Bắc để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim sẽ gặp phải nhiều điều không như mong muốn trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, người làm lãnh đạo phải chịu sự chỉ trích và thiếu tin tưởng của cấp dưới. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, cần tránh mâu thuẫn với đồng nghiệp và bạn bè xung quanh. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, hãy giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề một cách lý trí nhất có thể. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, hãy xuất hành theo hướng hoàng đạo để gặp may mắn. Con số may mắn 7, 2, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường nâu, xám, quý nhân phù trợ Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, Thổ sinh Kim, người tuổi Thân nhận ra có một người luôn lặng thầm quan tâm, chăm sóc mình bấy lâu nay. Bạn quyết định cho đôi bên một cơ hội để trò chuyện, tiếp xúc vì bạn không muốn bỏ lỡ mối lương duyên này. Với người đã có đôi có cặp, bạn và người ấy luôn tôn trọng đối phương, tin tưởng đối phương. Dù có khó khăn gì xảy đến, hai người cũng cùng nhau đối mặt. Ngày thường, hai bạn luôn dành thời gian trò chuyện với nhau. Chính ấn tương trợ, con giáp này đưa ra những ý kiến, quan điểm sáng tạo, giúp tập thể thoát khỏi lối mòn trước đó. Bạn nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và có thể chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, nhận ra có một người luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc mình bấy lâu nay. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, bạn và người ấy luôn tôn trọng đối phương, tin tưởng đối phương. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, đưa ra những ý kiến, quan điểm sáng tạo, giúp tập thể thoát khỏi lối mòn trước đó. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và có thể chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, đừng ngại tâm sự với người thân những áp lực cuộc sống mà mình đang phải chịu. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, tử vi hàng ngày thấy thiên ấn chỉ đường, người tuổi Dậu vốn rất thông minh và giàu kinh nghiệm thực tế. Nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, chắc chắn bản mệnh sẽ có thể nhận được sự tin tưởng của mọi người và đưa công ty, xí nghiệp đi tới thành công. Những người làm công ăn lương bình thường cũng sẽ tìm được cơ hội để khẳng định bản thân. Tuy nhiên, nếu muốn cơ hội đến với mình nhiều hơn, thì bản mệnh nên phát triển thêm các mối quan hệ, không nên tự làm tất cả mọi việc một mình. Thổ sinh Kim cho thấy, người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy có thể nhận được sự tin tưởng của mọi người và đưa công ty đi tới thành công. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, tìm được cơ hội để khẳng định bản thân trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, nên phát triển thêm các mối quan hệ, không nên tự làm tất cả mọi việc một mình. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, quan hệ đôi bên đang ngày càng gần gũi, thân thuộc hơn. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, dù gặp phải chuyện gì, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với người ấy. Con số may mắn 6, 0, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, bạch kim, xám, quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, tương hình giáng họa, người tuổi Tuất có thể rơi vào cảnh bị cô lập trong ngày hôm nay. Bạn quá tự tin vào bản thân và dễ đắc tội với người khác khi gặp khó khăn. Chẳng còn ai muốn chủ động giúp đỡ bạn nữa. Người làm kinh tế đang gặp phải vướng mắc, hãy nhìn nhận vấn đề dưới góc độ khách quan, đa chiều hơn để nhận ra những vấn đề còn tồn tại. Chỉ khi khắc phục được vấn đề, tiền mới có thể chảy về túi như bạn mong muốn. Phương diện tình cảm không mấy yên bình, mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá hài hòa. Nguyên nhân có thể là vì bạn luôn áp đặt suy nghĩ của mình và bắt con cái nghe theo. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, có thể rơi vào cảnh bị cô lập trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, bạn quá tự tin vào bản thân và dễ đắc tội với người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, hãy nhìn nhận vấn đề dưới góc độ khách quan, đa chiều hơn. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, chỉ khi khắc phục được vấn đề, tiền mới có thể chảy về túi như mong muốn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, đừng áp đặt suy nghĩ của mình và bắt con cái phải nghe theo. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, cam, quý nhân phù trợ Thân,
Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Xem tử vi hôm nay, thổ khắc thủy, người tuổi Hợi có thể phải nhận sự phản bội của người khác trong ngày hôm nay. Có thể cách nhìn của bạn còn chưa chính xác nên mới đặt niềm tin sai người. Trong gia đình, bạn không nên nóng nảy, trút mọi sự giận dữ lên đầu người ấy. Dù vợ chồng có ý kiến trái ngược với nhau, bạn cũng chớ hạ thấp quan điểm của đối phương. Hãy thử đặt mình vào vị trí của người ấy trước khi đưa ra ý kiến phủ định. Kiếp tài cho thấy con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng gặp phải nhiều trở ngại. Cấp trên cố tình tìm cách gây khó dễ cho bạn, khiến bạn không khẳng định được tài năng. Có thể bạn nên xem lại môi trường làm việc của mình. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa. Hãy học cách nhìn người chuẩn xác hơn. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ. Không nên nóng nảy trút mọi sự giận dữ lên đầu người ấy. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc. Dù vợ chồng có ý kiến trái ngược nhau, bạn cũng chớ hạ thấp quan điểm của đối phương. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim. Cấp trên có thể sẽ cố tình tìm cách gây khó dễ cho bạn. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy. Nên hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh lam, quý nhân phù trợ, Tý, Sửu, Mùi. Đánh giá tử vi ngày 20 tháng 3 năm 2024 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Ngọ, Tỵ, Thân. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tý, Tuất, Dần. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch ngày tốt nhé!